Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng Giêng năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa. Tường thuật tiếp chuyến viếng thăm Chile của Đức Thánh Cha Francisco và bài thời sự, trình bày vài nét về Giáo hội Công giáo Peru. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn nơi, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn gọi, và họ đến cùng người. Người chọn 12 vị để theo người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. 12 vị ấy là Simon, mà người đặt tên là Phêrô, Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và Gioan là em Giacôbê, rồi đến Andrê, Philippê, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon Nhiệt Tâm và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo tin mừng hôm nay, sau khi lên núi, Chúa Giêsu đã gọi và chọn 12 tông đồ, người chọn các vị để các vị được đi theo người, ở với người, học nơi người, và rồi được sai đi thực thi sứ mệnh người trao. Nhìn vào trình thuật, chúng ta thấy ơn gọi trở nên tông đồ của Chúa là do Chúa trao ban, chứ không do công phúc hoặc tài năng của các vị. Không ai trong các vị thuộc hàng vương giả hoặc giới học cao hiểu rộng đương thời, và cũng không ai là người có tầm ảnh hưởng lớn đối với xã hội bấy giờ. Tất cả các vị là những con người bình dân đơn giản. Chúa đã chọn các vị vì Chúa muốn. Trở nên người được chọn, các vị được Chúa đưa vào môi trường huấn luyện của Ngài. Nhiều thứ các vị cần phải đổi thay, nhiều thứ các vị sẽ được học hỏi. Để sẵn sàng được sai đi, các vị cần được chuẩn bị. Ở với Chúa, các vị sẽ hiểu Chúa sâu xa hơn. Ở với Chúa, để rồi các vị gắn bó mật thiết với người. Ở với Chúa, để nhận biết tinh thần và con đường của Chúa. Ở với Chúa, nhưng đây không là điểm cuối. Ở với Chúa, để rồi lại được sai đi. Được sai đi không phải là đi khỏi đấng sai đi. Được sai đi nhưng vẫn mang nơi mình tinh thần và đường hướng của đấng sai đi. Được sai đi nhưng vẫn gắn kết với đấng sai đi. Đi nhưng lại trong tinh thần ở cùng Thầy. Cũng như các tông đồ, ngày hôm nay, dù là ai, chúng ta vẫn được Chúa mời gọi loan báo tin mừng giữa cuộc đời này. Dẫu biết rằng, thế giới vẫn còn đó nhiều ngăn trở, nhưng trong hoàn cảnh rất riêng của mình, chúng ta vẫn có thể giới thiệu Chúa cho những người xung quanh.
Giới thiệu không chỉ hề ở ra sức trình bày hoặc thuyết giảng chỉnh chu, nhưng giới thiệu còn hề ở đời sống chứng nhân của mình. Một đời sống đậm tình yêu thương thì dễ trở nên dấu chỉ khả tín để người khác tin vào Chúa. Lạy Chúa, giữa những lúc chúng con viện đủ lý do để từ khước lời gọi làm chứng cho Chúa, xin cho chúng con đủ can đảm và nhiệt tâm sống chứng nhân cho người giữa trần thế này. Amen. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn nơi, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy đón nhận sức mạnh trên cao và nhiệt thành dân thân truyền giáo. Hãy thi hành sứ mệnh Chúa trao nhờ quyền năng của Đấng tối cao. Hãy lên đường tiến về muôn phương và miệt mài dắt gieo tình thương. Hãy khiêm nhường đến cùng muôn dân và thành tâm loan báo phúc âm. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài tường thuật về chuyến viếng thăm Chile của Đức Thánh Cha Francisco do Mai Hương trình bày. Sáng thứ Tư, 17 tháng Giêng, tức là ngày thứ ba của chuyến viếng thăm tại Chile, Đức Thánh Cha đã đáp máy bay tới thành phố Temuco, cách Santiago hơn 600 cây số về hướng nam, và cử hành thánh lễ lúc 10 giờ 30 phút tại phi trường Macquarie. Theo niên giám tòa thánh năm 2016, giáo phận Temuco do Đức cha Hector Vargas Bastidas coi sóc có 395.000 người Công giáo trong tổng số 611.000 dân, chiếm tỷ lệ 64.6%. Giáo phận Temuco được thành lập như một miền phủ doãn tông tòa vào năm 1908 và được nâng lên hàng giáo phận vào ngày 18 tháng 10 năm 1925. Giáo phận Temuco với 35 giáo xứ hiện có 71 linh mục, bao gồm 49 linh mục triều và 22 linh mục dòng, 42 phó tế vĩnh viễn, 117 nam tu sĩ không có chức linh mục và 34 nữ tu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Marie, Marie, chào buổi sáng, bình an cùng anh chị em. Tôi tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi được đến thăm phần đất xinh đẹp này của lục địa chúng ta, miền Araucania. Đó là mảnh đất tạo hóa chúc phúc, với những cánh đồng bao la và màu mỡ, với những cánh rừng đầy những cây Araucarias tuyệt vời, là bản tán tụng ca thứ năm của Gabriela Mistral về đất nước Chile này, và với những ngọn núi lửa tuyết phủ hùng vĩ, những sông hồ đầy tràn sức sống. Cảnh quan này nâng chúng ta lên cùng Thiên Chúa và cho chúng ta dễ dàng thấy được bàn tay của người trong mỗi tạo vật. Nhiều thế hệ nam nữ đã yêu mến đất nước này với một lòng biết ơn nhiệt thành. Ở đây, tôi muốn tạm dừng và chào hỏi một cách đặc biệt các thành viên của dân tộc Mapuche, cũng như các dân tộc bản xứ khác ở những vùng đất phía nam. Những người Rapa Nui từ đảo Easter, những người Aymara, những người Quechua và Atacameños, và nhiều dân tộc khác nữa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Trong tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha để tất cả nên một. Vào một khoảnh khắc sinh tử trong cuộc đời mình,
Chúa Giêsu dừng lại để cầu xin sự hiệp nhất. Trong trái tim của mình, người biết rằng một trong những mối đe dọa lớn nhất cho các môn đệ của mình và cho toàn thể nhân loại sẽ là sự chia rẽ và đối đầu và sự áp bức người khác. Cờ mang những giọt nước mắt phải đổ ra. Hôm nay, chúng ta muốn bám lấy lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu để đồng hành cùng với Ngài vào khu vườn buồn sầu này với những sầu buồn của chính chúng ta và cầu xin Chúa Cha cùng với Chúa Giêsu để chúng ta cũng có thể nên một. Cầu xin cho sự đối đầu và chia rẽ không bao giờ chiếm được thế thượng phong giữa chúng ta. Sự hiệp nhất Chúa Giêsu nài xin này là một ân sủng phải được liên lỉ tìm kiếm vì lợi ích của mảnh đất này và con cái của nó. Chúng ta cần phải cảnh giác chống lại những cám dỗ có thể nảy sinh để đầu độc tận gốc ân sủng mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta. Và qua đó, Ngài mời gọi chúng ta đóng vai trò thật sự trong lịch sử. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ. Một trong những cám dỗ chính mà chúng ta cần phải chống lại là sự nhầm lẫn giữa sự hiệp nhất và sự đồng hóa. Chúa Giêsu không xin Chúa Cha để tất cả mọi người có thể giống như nhau, vì sự hiệp nhất không có nghĩa là vô hiệu hóa hoặc làm câm nín những khác biệt. Hiệp nhất không có nghĩa là một thần tượng hoặc là kết quả của việc cưỡng bách hội nhập. Nó không phải là một sự hài hòa mua được với cái giá là gạt một số người ra rìa. Sự phong phú của một miền đất được nảy sinh chính xác từ ước muốn được chia sẻ sự khôn ngoan của mỗi vùng của nó với những vùng khác. Hiệp nhất không bao giờ có thể là một sự đồng nhất ngột ngạt được áp đặt bởi kẻ mạnh hoặc một sự cô lập trong đó hạ thấp những tốt lành của người khác. Sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu tìm kiếm và đưa ra thừa nhận những gì mỗi người và mỗi nền văn hóa được kêu gọi đóng góp vào mảnh đất được chúc phúc này. Hiệp nhất là một sự đa dạng đã được hòa hợp, bởi vì nó sẽ không cho phép những sai lầm cá nhân hoặc cộng đồng có thể xảy ra nhân danh sự hiệp nhất. Chúng ta cần đến sự phong phú mà mỗi người phải cống hiến. Và chúng ta phải từ bỏ quan niệm cho rằng có những nền văn hóa cao hơn hoặc thấp hơn. Một tấm vải Shamal đẹp đẽ đòi hỏi những người thợ dệt phải biết nghệ thuật pha trộn những vật liệu và các màu sắc khác nhau và dành thời gian cho từng yếu tố và từng giai đoạn của công việc. Quá trình này có thể được công nghệ hóa, nhưng mọi người sẽ nhận ra đó là một tấm vải thêu bằng máy. Nghệ thuật hiệp nhất đòi hỏi phải có những nghệ nhân thực sự biết cách làm cho hài hòa những khác biệt trong thiết kế các đô thị, đường xá, quảng trường và cảnh quan. Nó không phải là thứ nghệ thuật bàn giấy hoặc công việc giấy tờ, nhưng nó là một nghề thủ công đòi hỏi sự chú ý và sự hiểu biết. Đó không chỉ là nguồn gốc hình thành nên vẻ đẹp của nó, mà còn là sức đề kháng của nó đối với thời gian và trước bất cứ cơn bão nào có thể ập đến. Đề cập đến nhu cầu bức thiết về sự hiệp nhất, Đức Thánh Cha chia sẻ: nếu hiệp nhất phải được xây dựng trên lòng tôn trọng và tình đoàn kết, thì chúng ta không thể chấp nhận đạt được nó bằng bất kỳ phương tiện nào. Có hai loại bạo lực. Thay vì giúp tăng trưởng tình đoàn kết và sự hòa giải, lại thực sự
đe dọa chúng. Thứ nhất, chúng ta phải cảnh giác trước những thỏa thuận tao nhã mà sẽ không bao giờ được thực hiện. Những từ ngữ hay những kế hoạch chi tiết là cần thiết đấy, nhưng mà khi không được thực hiện, cuối cùng chỉ là dùng cùi chỏ để xóa đi những gì đã được viết bằng tay. Đây là một loại bạo lực, bởi vì nó làm nản lòng hy vọng. Điều thứ hai là chúng ta phải nhấn mạnh rằng một nền văn hóa tôn trọng nhau không thể dựa trên các hành vi bạo lực và phá hoại, mà cuối cùng chỉ là lấy đi mạng sống con người. Bạn không thể khẳng định mình bằng cách tiêu diệt người khác, bởi vì điều này chỉ dẫn đến bạo lực và chia rẽ nhiều hơn. Bạo lực gây ra bạo lực, hủy diệt gây ra thêm đổ vỡ và chia ly. Bạo lực chung cuộc chỉ dẫn đến dối trá. Đó là lý do tại sao chúng ta nói không với bạo lực hủy diệt trong cả hai hình thức của nó. Hai hình thức này giống như dung nham của một ngọn núi lửa quét sạch và đốt cháy mọi thứ trên con đường của nó, chỉ để lại một sự khô cằn và hoang vu. Thay vào đó, chúng ta hãy tìm kiếm con đường tích cực, bất bạo lực, như một phong cách chính trị vì hòa bình. Chúng ta hãy tìm kiếm, và không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm sự đối thoại để hiệp nhất. Đó là lý do tại sao chúng ta kêu lên: Chúa ơi, hãy làm cho chúng con nên những nghệ nhân của sự hiệp nhất của Chúa. Tất cả chúng ta, ở một mức độ nhất định, là những phàm nhân trên trái đất này. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, như sự khôn ngoan của tổ tiên người Mapuche nhắc nhở chúng ta. Chúng ta còn phải đi bao xa và còn phải học bao nhiêu nữa? Kume Mongen, một khao khát sâu xa không chỉ dâng lên từ trái tim của chúng ta, mà còn vang lên như tiếng kêu lớn, như một bài hát trong tất cả tạo vật. Vì thế, anh chị em, về những con cái của mảnh đất này, về những cháu chắt của mảnh đất này, chúng ta hãy nói cùng Chúa Giêsu với Chúa Cha: Xin cho chúng con đây cũng có thể nên một. Xin biến chúng con nên những nghệ nhân của tình hiệp nhất. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với một số cư dân Araconia tại nhà Đức Mẹ Thánh Giá, Madre de la Santa Cruz, rồi ban chiều trở về thủ đô Santiago để gặp gỡ giới trẻ tại đền Thánh Maipú và thăm Đại học Giáo hoàng Chile. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhà Tre. Xin kết liên muôn người trong lòng đến Chúa Cha muôn đời. Vừa rồi là bài tường thuật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại quốc gia Peru từ ngày 19 đến ngày 22 tháng Giêng năm 2018, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn vài nét về Giáo hội Công giáo tại đất nước này. Giáo hội Công giáo Peru hiện có 58 giám mục, 3.361 linh mục, 55 phó tế, 587 tiểu chúng sinh, 1.539 đại chúng sinh, 422 tu huynh, 5.568 nữ tu, 179 thành viên tu hội đời, 11.120 thừa sai giáo dân và 51.367 giáo lý viên. Tính trung bình mỗi linh mục phải trông coi hơn 8.300 giáo dân. Giáo hội điều khiển 995 trường tiểu học với hơn 248.000 học sinh, 524 trường trung học với hơn 196.000 học sinh, 90 trường cao đẳng và đại học với gần 59.000 sinh viên. Ngoài ra, giáo hội cũng điều hành 38 nhà thương, 323 trạm y tế, 4 trung tâm phong quỳ, 90 nhà dưỡng lão, 244 trại mồ côi, 145 văn phòng cố vấn gia đình, 36 trung tâm giáo dục cải huấn và 581 cơ sở bác ái xã hội. Trong chuyến viếng mộ hai thánh Tông đồ Pedro Paulo và thăm tòa thánh hồi tháng 5 năm ngoái, Đức cha Salvador Pinheiro Garcia Calderon, Tổng giám mục Ayacucho, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, cho biết hiện nay đất nước và giáo hội Peru đang phải đối phó với nhiều khó khăn kinh tế, xã hội, luân lý đạo đức và tôn giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Tây Ban Nha Đài Vatican, Đức cha cho biết đất nước Peru đã trải qua các thời điểm khó khăn, có rất nhiều bất an vì các giới chức chính trị, dân sự bị dân chúng tố cáo gian tham hối lộ, nhiều thiên tai và hiện tượng Nino, nhất là tại miền Bắc. Dân chúng rất thất vọng và đau khổ, nhưng họ tin nơi Chúa Giêsu và yêu mến tin tưởng giáo hội. Lý do vì giáo hội rất được người dân tin cậy, mặc dù có các bần cùng yếu đuối và lỗi lầm của mình. Peru đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế rất trầm trọng, nhưng cũng có cuộc khủng hoảng luân lý đạo đức nữa với sự thiếu vắng gia đình, nhiều bà mẹ bị bỏ rơi, phải một mình nuôi dạy con cái. Tệ hại hơn nữa là có nhiều giới chức chính trị muốn bịt miệng giáo hội, không cho lên tiếng về các vấn đề gia đình và giáo dục. Một vài người còn cổ võ việc chấp nhận ý thức hệ giống và hôn nhân đồng phái. Hiện tượng các giáo phái lan tràn tại những nơi không có sự hiện diện của giáo hội cũng gây âu lo. Ban đầu họ lôi cuốn dân chúng với các cử chỉ gần gũi yêu thương, nhưng sau đó là phỉ báng giới lãnh đạo giáo hội công giáo và bài các ảnh tượng đạo. Đôi khi, chính giới truyền thông bôi nhọ uy tín giáo hội bằng cách phóng đại tin tức, khơi lại các vết thương quá khứ liên quan tới vài gương mù gương xấu ấu dầm, tạo ra các tố cáo mới và các cuộc điều tra mới, làm cho giáo hội rất đau khổ. Cần hoạt động nhiều hơn để là các mục tử như lòng Chúa mong muốn, nhưng các vụ lạm dụng tín dục trong lòng tổ chức liên đới của cuộc sống Kitô cũng là một cuộc thanh tẩy để giáo hội biết nhạy cảm hơn, chân thành hơn, gần gũi với những người cần được trợ giúp hơn, cũng như săn sóc các ơn gọi nhiều hơn. Thật thế,
vì giáo hội Peru đang đứng trước hiện tượng ơn gọi linh mục tu sĩ giảm sút rất nhiều. Cả khi giáo hội nỗ lực hoạt động trong các gia đình và trong các trường học, nhưng không có nhiều kết quả. Trong vùng của Đức Cha, 70 trên 100 đứa trẻ không có gia đình, không có cuộc sống gia đình. Vì thế, đây là một lĩnh vực mục vụ khó khăn. Đức Cha nói, chúng tôi cần cầu xin Chúa soi sáng cho thấy đâu là đỉnh cao, cần làm việc ở chỗ nào để kiếm ra ơn gọi. Có lẽ ngày nay giới trẻ giòn mỏng hơn, có nhiều viễn tượng cho cuộc sống của họ hơn, và gia đình cũng không trợ giúp họ trong nghĩa này. Riêng đối với giáo dân, chúng tôi đang phải trả nợ vì khuynh hướng duy giáo sĩ của mình, vì đã độc quyền trong rất nhiều lĩnh vực và sinh hoạt đáng lý ra là nhiệm vụ của giáo dân, và đã không biết huấn luyện và chuẩn bị giáo dân đảm trách các nhiệm vụ đó. Trong bài phỏng vấn, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru cũng đề cập tới các tai ương thiên nhiên như lũ lụt tại miền Bắc Peru. Cho dù đã nhận được nhiều liên đới và trợ giúp trên bệnh viện quốc gia và quốc tế, nhưng cần phải săn sóc thiên nhiên nhiều hơn và liên đới với các anh chị em nghèo túng. Ngoài ra còn có vấn đề của vùng Amazonia, nơi có tới 60% đất đai của Peru. Sự kiện xa xôi cách trở, ít tài lực, dân chúng sống cô lập đã khiến cho giáo hội quay lưng lại với người dân trong vùng Amazonia. Có 8 giám mục, giám quản tông tòa làm việc trong vùng đất rộng mênh mông này, là nơi có nhiều quặng mỏ và việc khai thác rất vô trật tự. Ngay từ đầu các giám mục đã lên tiếng và chính hội đồng giám mục cũng đã rất chú ý tới thực tại này và can thiệp để các anh chị em thổ dân không bị khai thác bóc lột bởi kỹ nghệ trồng cao su. Cả ngày nay nữa, giáo hội vẫn kêu gọi tôn trọng thiên nhiên trong các vùng khai thác quặng mỏ vì nó liên quan tới vấn đề môi sinh, xã hội và sức khỏe của dân chúng. Sự kiện Peru gồm nhiều vùng khác nhau, nên 45 giáo phận ở trong các vùng có các tiết nhịp sinh hoạt khác nhau. Tổng giáo phận Lima có 2 giáo phận trực thuộc. 1. Cách Lima 5 giờ du hành. 1. Cách Lima 16 giờ du hành. Một chương trình chung toàn quốc là điều khó thực hiện, nhưng văn phòng tổng thư ký vẫn nỗ lực hoạt động với các ủy ban và các cuộc họp định kỳ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về vài nét giáo hội Công giáo tại Peru, quốc gia Đức Thánh Cha thăm viếng mục vụ trong các ngày từ 19 tới 22 tháng Giêng này. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về lương tâm và việc huấn luyện lương tâm. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đức tính nhân bản Kitô giáo. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu xem nhân đức là gì, sau đó sẽ nói về các đức tính nhân bản. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe đã nói, những gì là chân thật cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen thì xin anh em hãy để ý. Thánh Thomas Aquino đã nói, nhân đức là một thói quen làm việc tốt. Như vậy, nhân đức là một xu hướng thường xuyên và kiên định để làm điều thiện. Người có nhân đức hướng về điều thiện, tất cả các năng lực thể xác và tinh thần của mình. Họ cố gắng theo đuổi điều thiện và dứt khoát thực hiện bằng những hành động cụ thể. Vậy đâu là các đức tính nhân bản? Các đức tính nhân bản
hay còn gọi là các đức tính luân lý, là những thái độ kiên định, những xu hướng bền vững, những thói quen hướng thiện của lý trí và ý chí, giúp con người tìm hiểu, điều chỉnh các hành vi, điều tiết các đam mê và hướng dẫn cách ăn nết ở của mình theo lý trí và đức tin. Các đức tính này đem lại cho con người sự thoải mái, tự chủ và an vui để sống một cuộc đời tốt lành trong tương quan hài hòa với mọi người xung quanh. Để có được các đức tính luân lý này, con người phải cố gắng tập luyện. Đây là kết quả, đồng thời cũng là cội rễ của những hành vi tốt. Các đức tính này hướng mọi năng lực của con người đến sự hiệp thông với Thiên Chúa trong tình yêu. Thần học Kitô giáo đề cập đến bốn đức tính căn bản, hay còn gọi là bốn nhân đức trụ, là khôn ngoan, công bình, can đảm và tiết độ. Bốn đức tính này đóng vai trò bản lề, quy tụ các đức tính khác, vì thế gọi là các đức tính căn bản hay cột trụ. Sách Khôn Ngoan dạy rằng, khôn ngoan sản sinh các nhân đức. Đức khôn ngoan dạy cho biết sống tiết độ, khôn ngoan, công bình và can đảm. Trước hết, khôn ngoan là đức tính giúp lý trí trong mọi hoàn cảnh, nhận ra điều tốt thật sự và tìm ra những phương cách tốt nhất để đạt tới điều đó. Triết gia Aristotle và Thánh Thomas Aquino nói rằng, khôn ngoan là quy tắc đúng đắn để hành động. Chúng ta không nên lầm lẫn đức tính khôn ngoan với sự nhút nhát và sợ sệt, tráo trở hay giả hình. Khôn ngoan là người dẫn đường cho các đức tính, hướng dẫn các đức tính khác bằng cách vạch ra các quy tắc và mức độ phải giữ. Đức khôn ngoan trực tiếp hướng dẫn phán đoán của lương tâm. Dựa theo phán đoán này, người khôn ngoan chọn cách ứng xử của mình. Nhờ đức tính này, chúng ta áp dụng đúng đắn các nguyên tắc luân lý vào từng trường hợp cụ thể, và không còn do dự về điều thiện phải làm và điều ác phải tránh. Kế đến, công bình hay công bằng là đức tính luân lý thể hiện qua quyết tâm trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa và trả cho tha nhân những gì thuộc về tha nhân. Công bằng đối với Thiên Chúa được gọi là nhân đức thờ phượng. Đối với con người, công bằng là tôn trọng quyền lợi của người khác và sống hài hòa với mọi người, hầu góp phần mình vào công ích. Theo Kinh Thánh, người công chính sống ngay thẳng trong mọi tư tưởng và cư xử chính trực với tha nhân. Kế đến, can đảm là đức tính luân lý giúp chúng ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện giữa những khó khăn của cuộc đời. Đức tính can đảm giúp ta cương quyết chống lại cơn cám dỗ và vượt qua các chướng ngại trong đời sống luân lý. Nhờ can đảm, ta vượt qua được sự sợ hãi, ngay cả cái chết, để đương đầu với thử thách và bách hại, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chính nghĩa, như lời Đức Giêsu đã nói. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Cuối cùng, đức tiết độ cũng có nghĩa là điều độ. Đây là đức tính luân lý giúp chúng ta điều tiết sức lôi cuốn của những thú vui và sử dụng chừng mực những của cải trần thế. Tiết độ giúp ý chí làm chủ các bản năng và kiềm chế các ham muốn trong giới hạn. Người tiết độ hướng các thèm muốn của giác quan về điều thiện và luôn thận trọng trước những đam mê của lòng mình.
Kinh Thánh Cựu Ước thường ngợi khen đức tiết độ, trong khi Tân Ước gọi tiết độ là chừng mực hay điều độ, như lời Thánh Phaolô nói, chúng ta phải sống chừng mực, công chính, đạo đức ở thế gian này. Có một sự liên hệ giữa các đức tính nhân bản và ân sủng. Một đàng ân sủng của Thiên Chúa giúp thanh luyện và nâng cao các đức tính mà con người có được nhờ giáo dục và nhờ kiên trì tập luyện. Ngược lại, các đức tính đã được tôi luyện cũng giúp con người dễ dàng làm điều thiện, hướng lòng về Thiên Chúa. Trong thực tế, vì bị tội lỗi làm tổn thương, con người khó giữ được thế quân bình luân lý. Nhưng ơn cứu độ của Đức Kitô đem lại cho chúng ta những ơn cần thiết để kiên trì trau dồi các đức tính. Vì thế, mỗi người phải luôn cầu xin ơn Chúa soi sáng, nhờ cậy đến các bí tích để yêu mến điều thiện và tránh xa điều gian ác. Quý vị và các bạn thân mến, nói tóm lại, các đức tính nhân bản là những xu hướng bền vững của lý trí và của ý chí, hướng dẫn cách ăn nết ở của chúng ta theo lý trí và đức tin. Đức khôn ngoan giúp lý trí nhận ra điều thiện đích thật trong mọi hoàn cảnh và lựa chọn những phương thế tốt để đạt tới điều tốt đó. Đức công bình hay công bằng thể hiện qua quyết tâm trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa và trả cho tha nhân những gì thuộc về tha nhân. Đức can đảm giúp chúng ta kiên trì, quyết tâm theo đuổi điều thiện giữa những khó khăn của cuộc đời. Đức tiết độ hay điều độ giúp chúng ta điều tiết sức lôi cuốn của những lạc thú và sử dụng chừng mực những của cải trần thế. Mỗi người cần rèn luyện tích cực để trau dồi các đức tính nhân bản này, vì như Thánh Thomas Aquino đã nói, nhân đức là một thói quen làm việc tốt. Chỉ có thể nhờ giáo dục, nhờ kiên trì tập luyện và nhờ ân sủng của Thiên Chúa hỗ trợ, các đức tính này mới được thanh luyện và nâng cao. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về ba nhân đức đối thần. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước,
chúng ta đã có cái nhìn tổng quát và biết một vài điểm nhấn trong 7 chương đầu của sách ngôn sứ Hô-sê. Hôm nay, Đức cha Phê-rô sẽ chia sẻ với chúng ta về kinh nghiệm hôn nhân của cá nhân Hô-sê và nó đi đôi với lời Ngài rao giảng trong sách ngôn sứ Hô-sê. Điểm đặc biệt nhất ở trong sách ngôn sứ Hô-sê mà tôi xin cả lớp quan tâm, đó là cái kinh nghiệm hôn nhân của cá nhân Hô-sê, và nó đi đôi với lời Ngài rao giảng. Cái đặc điểm này chúng ta cần quan tâm hơn. Thế thì Hô-sê như chúng ta biết là có một kinh nghiệm rất đau buồn về hôn nhân. Tôi tin là các anh chị đọc sách này thấy hấp dẫn chứ hả? Rất hấp dẫn. Ta mở ra ngay ở chương đầu tiên đó, câu 2. Ta gặp được những lời mà Hô-sê viết. Khởi đầu, lời Đức Chúa thể hiện trong cuộc đời ông Hô-sê. Đức Chúa phán với ông Hô-sê: hãy đi cưới một người đàn bà lầm điếm để sinh những đứa con đàn điếm, vì cả xứ đều bỏ Đức Chúa mà đi lầm điếm. Quá sức lẽ mình. Ở đời này có ai mà dại dột đi cưới một cô con gái lầm điếm về làm vợ? Ở đây này có các bạn thanh niên này, có dự tính vậy không? Thường thường tôi thấy, xin lỗi, cả những cái anh thanh niên mà nó chơi bời đi nữa thì nó cũng vẫn chủ trương thì chơi vậy, nhưng mà đến lúc cưới thì phải cưới con gái nhà lành. Đằng này Chúa lại bảo ông đi cưới một người đàn bà lầm điếm để làm vợ thì thật đúng là Chúa xúi dại. Và như vậy lát nữa ta mới thấy cái điểm để mình cần phải quan tâm, đó là chính cuộc đời của ngôn sứ là một lời rao giảng. Chứ không phải chỉ có lời nói mà thôi đâu. Nhưng mà đấy là chuyện lát nữa ta nói. Bây giờ ta tập trung vào đời sống hôn nhân của Hô-sê. Sau khi Chúa bảo đi cưới người đàn bà làm điếm mà sinh ra những đứa con đàn điếm, thế thì ông ấy vâng lời, ông ấy đi cưới một phụ nữ có tên là Gô-mè, và bà ấy sinh cho ông ấy mấy đứa con, 3 đứa. Thế thì người con thứ nhất đó, thì ngôn sứ đặt tên là cái gì? Zít-rô-en, vì chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến trừng phạt nhà Giê-hu. Đứa con thứ hai đó thì đặt tên là cái gì? Lô-ru-kha-ma, mà có nghĩa là không được thương. Có bao giờ các anh chị lập gia đình và sinh con và đặt tên là Nguyễn Văn không được thương? Hay là các anh chị phải đi tìm cái tên nào mà dễ thương nhất thì đặt cho nó? Hôm nay cũng đặt tên cho con thật là độc đáo. Đến đứa thứ ba thì đặt là cái gì? Lô-a-mi, mà có nghĩa là không phải dân ta. Thế này chắc ông hồ nghi, không biết có phải mình là bố của thằng bé này không? Không phải dân ta, không phải con của ta. Nội tên mà đặt cho mấy đứa con đó, nó lộ ra một cái gì rất đỗi cay đắng ở trong cuộc sống hôn nhân gia đình của ngôn sứ Hô-sê. Ấy thế mà người vợ này này, người vợ mà chúng ta tưởng là bà ấy có phúc quá, bởi vì bà ấy đi làm điếm như vậy thì xin lỗi, lại có người đến mà cưới làm vợ thì đúng là tạo cho bà ấy một lối thoát. Thì không ngờ là bà ấy lại ngựa quen đường cũ. Đâu có trung thành với chồng đâu. Bằng chứng là khi ta đọc đến chương 3 đó,
thì ngay câu đầu tiên ngôn sứ viết làm sao? Đức Chúa phán với tôi, một lần nữa ngươi cứ đi yêu người đàn bà đang có tình nhân và đang ngoại tình, cũng như Đức Chúa yêu thương con cái Israel, trong khi chúng lại quay lưng đi theo các thần khác và thích bánh nho. Và ở câu 3 đó, thì Ô-dê nói với bà vợ của mình thế này: tôi bảo nàng, trong một thời gian dài mình cứ ở yên cho tôi, không được đi khách. Tội nghiệp có ông chồng nào mà phải nói với vợ vậy. Quá sức là tội nghiệp. Mình cứ ở yên cho tôi, không được đi khách, không được theo người đàn ông nào cả. Phần tôi cũng xử với mình như thế. Không người chồng nào mà phải nói với vợ như vậy. Một người vợ tưởng đã đánh mất cả cuộc đời mà bây giờ người chồng đi vực lên, đem tiền bạc đi chuộc về. Vẫn một lòng yêu thương mà lại còn phải dặn dò như thế nữa. Có lẽ ở trên bình diện tự nhiên là chúng ta không thể hiểu được. Chúng ta không thể hiểu được. Thế nhưng ta sẽ hiểu được khi mà cùng với cảnh đời của ngôn sứ Ô-dê là lời rao giảng của Ngài về Thiên Chúa của Giao Ước. Khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Tất cả của Chúa, vì
yêu con Chúa tác sinh muôn loài, vì yêu con tế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo vô hình, vì yêu con nên đã quên thân mình, cho con được làm con Chúa suốt đời. Tại một vùng núi lạnh lẽo ở phía bắc Ấn Độ, người đi đường thường giữ ấm bằng một chiếc nồi đất nhỏ. Người ta đốt than hồng cho vào nồi đất, sau đó lấy khăn vải bọc lại. Khi đi ra ngoài, họ đeo chiếc túi ấy trên người để giữ ấm. Một hôm, có ba người đàn ông cùng đi đến nhà thờ. Vì đường xa nên họ phải dừng chân nghỉ tạm. Ở mỗi chặng nghỉ, một người trong số họ lại mở chiếc lồng để sưởi ấm cho những khách hộ hành đi cùng. Thấy vậy, một người cười nhạo nói: "Các anh thật ngốc nghếch mới đem lửa của mình sưởi ấm cho người khác." Nghe thế, một người đề nghị: "Anh hãy cho chúng tôi xem ngọn lửa của anh." Người đàn ông kiêu ngạo này mở chiếc lồng của mình ra thì hỡi ơi, lửa đã tắt húm từ bao giờ. Chỉ còn lại chút tro và vài mẩu than leo lét sắp tàn. Với cùng một ngọn lửa, một người đã cho đi hơi ấm, người kia cho đi ánh sáng. Duy có người thứ ba không muốn chia sẻ cho ai nên lửa của anh đã lụi tàn. Quý vị và các bạn thân mến, lửa là biểu hiện của sự sống. Kinh nghiệm của những người đi thám hiểm cho biết, nếu chẳng may gặp nạn, bị lạc vào rừng sâu hay hoang đảo, người ta đốt lửa lên như một cách báo hiệu, và họ có thể sẽ được cứu. Trong Kinh Thánh, lửa tượng trưng cho sự hiện diện thánh thiêng của Đức Chúa qua hình ảnh bụi gai bốc cháy mà ông Mô-xê đã chứng kiến trên núi Khô-rét. Một lần khác, Đức Chúa cũng cho xuất hiện cột lửa hướng dẫn dân Do Thái đi trong sa mạc. Họ đã tin rằng Thiên Chúa đang đồng hành với họ. Lửa cũng là biểu hiện của sự hủy diệt. Khi dân thành Sodoma và Gomorra sống bê tha tội lỗi, Đức Chúa đã khiến lửa từ trời xuống hủy diệt họ. Khi nhập thể vào trần gian, Chúa Giê-xu đã tỏ bày một điều quan trọng. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên. Đó là ngọn lửa của lòng mến, của ơn cứu độ. Người đã trao dâng chính mạng sống mình để thực hiện kế hoạch cứu độ nhân loại. Đó cũng là ngọn lửa của thần khí đã ngự xuống trên các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Nhờ thế, các ngài có được sự khôn ngoan sáng suốt, lòng nhiệt thành và can đảm dấn thân đi rao giảng tin mừng. Qua bí tích thánh tẩy, chúng ta cũng được thánh hóa để trở nên con cái Chúa. Chính Chúa đã thắp lên trong tâm hồn ta ngọn lửa yêu thương nồng cháy. Nó cần phải được chia sẻ và lan tỏa đến cho mọi người. Đừng để ngọn lửa yêu thương bị lụi tàn vì sự ích kỷ nhỏ nhen. Đừng để đam mê che khuất ánh sáng của niềm hy vọng. Chúa Giê-xu, Đấng Emmanuel là hiện thân của tình yêu đã thực sự đến ở với loài người. Hơn lúc nào hết, người Kitô hữu được mời gọi thể hiện tính ngôn sứ qua thái độ sống yêu thương trong gia đình mình cũng như ngoài xã hội. Sống yêu thương là cách loan báo tin mừng hữu hiệu hơn mọi lời lẽ văn hoa bóng bẩy. Lạy Chúa Giê-xu, xin tình yêu Chúa như ngọn lửa soi sáng trí lòng chúng con, gìn giữ thân nhiệt linh hồn chúng con luôn ấm áp trong ơn thánh. Ngọn lửa của đời con giàu có nhỏ bé mong manh, xin cho con biết tháp nhập vào Chúa,
để được cháy mãi và sáng mãi trong niềm hoan lạc của tình yêu. Amen. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo vô tình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.